ngợi. Rồi ngài đi về phòng ngài nằm nghỉ. Thì lúc bây giờ ngài sẽ là Phật, ngài nói với chư tăng: nếu hôm nay mà Thế Tôn muốn thì ta có thể chỉ với một cái chữ này thôi, ta sẽ nói suốt 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm cái chữ Bảo Pháp và chữ Bồ Tát nha. Tôi nhắc lại, vạn hữu trong đời gồm vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh. Thì đều luôn ở trong cái tình trạng là đang trở thành một cái gì đó. Mặc dù nó đang là cái gì đó, nó đang là cái gì đó không quan trọng, mà quan trọng là nó vừa đang là cái gì đó và nó cũng đang chuẩn bị để trở thành cái gì đó. Và tôi nhắc lại, tất cả chúng sinh và vô lượng vũ trụ, chứ không phải là một cá thể hay một cá nhân nào hết nha. Một người đang rất giàu nhưng mà cái kiểu sống của họ đó là đang chuẩn bị cho một cái kiếp nghèo mai sau. Một người đang rất khỏe mạnh nhưng mà rất có thể là cái kiểu sống của họ đang chuẩn bị cho một cái tương lai bệnh hoạn. Một người đang rất là giỏi giang, thông minh, này, nhiều học vị, này, nhiều thành tựu, nhưng mà rất có thể cái kiểu sống của họ bây giờ nó là cái kiểu chuẩn bị cho một cái kiếp sống gọi là mù chữ, dốt nát, gọi là tâm tối, mịt mờ trong tương lai nha. Và đó là con người. Bây giờ qua tới chúng sinh cũng vậy. Một con người bây giờ mình thấy đang đi ngoài phố sang trọng, nhưng mà cái kiểu sống của họ đang chuẩn bị để về một cái chuồng heo, một cái chuồng bò, một cái ống cống, một cái hầm cầu nào đó trong tương lai. Ghê như vậy đó. Một bà lão hôm hem bệnh hoạn, dốt nát bây giờ thấy như vậy mà rất có thể là cái kiểu sống của bà đang chuẩn bị để trở thành một mệnh phụ phu nhân giàu, giỏi, đẹp, khỏe trong tương lai. Đấy. Và một cái cây trước mặt mình ấy, một cái cây mình thấy nó đang nằm cái chỗ nằm của nó đó. Tại sao nó không nằm ở điểm A, không nằm ở điểm B, không nằm ở điểm X, không nằm ở điểm Y, mà lại nằm ở điểm C, điểm F? Tại sao vậy? Đó. Chính cái kiểu nằm đó nó chuẩn bị để nó dễ bị đốn hơn, hoặc là chính cái kiểu cái vị trí của nó sẽ giúp cho nó gọi là được trường tại, được vĩnh cửu miên việt ở chỗ đó. Đấy, bên Thụy Sĩ, bên Mỹ người ta bảo vệ thiên nhiên ghê lắm. Người ta bảo vệ theo cái hướng là chỉ đốn khi không thể giữ. Còn ở những cái xứ như Trung Quốc và Việt Nam, Campuchia thì chỉ giữ khi không thể đốn. Cho nên mình thấy cái cây đó, cái cây, cái vị trí của nó nằm cũng đã là một cách chuẩn bị để bị đốn hay là được ở hoài cả 100-200 năm, 500-700 năm. Đây. Rồi cái một cái miếng lá, một cọng cỏ, cái chỗ nằm của nó cũng là một cách chuẩn bị để mà nó bị dời đi nha. Rồi hôm nay trong bài giảng này chúng tôi đặc biệt nhấn đến chữ chuẩn bị. Chuẩn bị, tôi nói lại một lần nữa, tất cả mọi hiện hữu trong đời này dù nó đang là cái gì đó thì nó cũng cùng lúc nó đang chuẩn bị để trở thành một cái gì đó. Tôi mong rằng các vị nghe kịp. Dù nó đang là cái gì đó thì nó cũng đang kính đạo chuẩn bị để trở thành một cái gì đó, trở thành một cái khác. Liên tục như vậy. Ở trong mấy bản dịch tiếng Mỹ nó kêu là becoming. Ở trong tiếng Pali là bhava hay là bhuta. Là cái tình trạng đang trở thành một cái gì đó. Nó đang thành tựu bởi những cái điều kiện nào đó và nó cũng sắp sửa trở thành một cái thứ khác với những cái điều kiện nào đó. Hôm nay với cái tình hình trước mắt tương đối le lối, lạc quan, chúng ta hoàn toàn có lý do để tin tưởng là trong một cái tất cả tăng ni Phật tử Việt Nam có cái lòng tu thiền ở Miến Điện có thể về gặp gỡ vui vẻ và tu học trong cái môi trường thuận tiện thoải mái tại Kalama. Và do đó tất cả những cái chuẩn bị của chúng ta bây giờ từ thể xác đến tinh thần đến vật chất đều rất là cần thiết. Chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có đi ra nước ngoài được, chúng ta không đi qua Thái Lan, không đi Miến Điện được, chúng ta không có ngồi máy bay được. Đấy, đấy. Chúng ta phải có khả năng sống cực để chúng ta về thiền viện. Chúng ta phải có khả năng tham nhẫn, phải có khả năng tinh tấn, phải có khả năng chánh niệm
để chúng ta trở thành những hành giả. Đó là chuẩn bị. Chúng ta phải có kiến thức giáo lý để chúng ta có thể hành trì và nhận thức tốt hơn. Đó là chuẩn bị. Không? Mà nói giờ mua sắm lăng xăng và lung tung, bây giờ bỏ ống heo để dành tí ti mà mốt mua vé máy bay bay về Miến Điện. Đó cũng là một cách chuẩn bị. Nha, chưa hết. Đó là cái gần, tôi đang nói về Kalama trước. Và bản thân chúng tôi cũng vậy. Suốt hơn một năm trời, chúng tôi đã chuẩn bị những thứ cần dùng cho trai đường, cho nhà bếp. Bây giờ chỉ cần chờ, mọi thứ mình nó ổn rồi, thì đóng một container, hỏi thăm rồi, hỏi giá cả rồi, sẽ chuyển tất cả về Kalama. Tức là chúng tôi tính toán như thế nào đó, tính toán giờ giấc, thời gian như thế nào đó, để chúng tôi vừa có mặt ở bên đó thì trong thời gian ngắn nhất có thể nhận được cái kiện container đó chuyển về Miến Điện. Chúng ta lập tức chúng ta có ngay một cái nhà bếp có lò hấp bánh mì, rồi chúng ta có lò hấp bánh mì commercial cho tập thể đó, chúng ta có thùng thao nồi chảo muỗng đĩa tô chén, chúng ta xài đồ bên đây đem về, chúng ta không xài đồ tàu, đó là chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị về tinh thần, chúng ta chuẩn bị vật chất để về. Không riêng Kalama đâu, đừng hiểu lầm, không riêng Kalama đâu. Kalama có thể chỉ là trạm dừng chân đầu tiên cho bà con thôi, và có thể là một trong những điểm mà bà con ghé lại thôi. Và kiếp sống này cũng chỉ là một chuẩn bị cho vô vàn những kiếp sống khác, cho đến bao giờ hoàn toàn giải thoát thì thôi. Không, tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta không thể sống cực đoan được quý vị. Chúng ta không thể sống cực đoan. Chúng ta không thể nói rằng toàn bộ vũ trụ này chỉ được thiết lập trên nền tảng vật chất, hay là chỉ thuần túy trên nền tảng tinh thần. Cái đó là một thứ cực đoan. Chúng ta không thể cực đoan khi nói rằng tu là chỉ cần bố thí, tu có tài lộc là tu được rồi, tu chỉ cần có sức khỏe là tu được rồi. Đó là cực đoan. Cho rằng tu chỉ cần nguyên thâm kinh điển là được rồi, đó là cực đoan. Cho rằng giới lực trong sạch là đắc đạo rồi, đó là cực đoan. Cho rằng chỉ cần là có thiền định thần thông, đó là cái này đắc đạo được, đó là cực đoan. Chúng ta biết mà, hạnh Phật là vô cùng, Phật trí là vô biên, Phật đức là vô lượng, không có gò bó trong một cái góc hẹp nào hết. Cho nên trong từng ngày, trong từng giờ và trong từng phút của chúng ta, khi chúng ta sống lành, chúng ta sống thiện, là chúng ta cùng một lúc chuẩn bị cho rất là nhiều thứ. Nhớ nha, đẻ ra chỉ có đẹp mà không có khỏe không được, khỏe mà xấu quá không được, đẹp khỏe mà chậm quá, hiểu chậm quá, nhớ dở quá không được, đẹp khỏe không, thông minh mà nghèo quá không được, bệnh quá không được, nghèo quá không được, cái đầu chậm quá không được, sức khỏe suy yếu quá không được, không, nghèo dốt bệnh xấu không, xui xẻo thiếu phước không, hoạt động khó khăn thì đều là cực đoan hết, đều là cái khổ hết. Cho nên tất cả hạnh lành của mình nó đều lấp đầy những khoảng trống đó, để chúng ta trên đường luân hồi, có tấp vào bến bờ nào cũng là bến đục, mà nếu nói kiểu Việt Nam mà có làm một con cò mà bị người ta sáo thì cũng cái sáo nước trong, nhưng mà sáo nước đục để thêm đau lòng còn. Tức là nếu trong dòng luân hồi có bị chết thì cũng chết cách dễ thương, nếu mà có bị chết cách dễ thương. Chỉ các vị thấy có biết bao nhiêu vị thánh thời Đức Phật, mỗi vị trước khi đắc thánh mà sau khi đắc thánh có những hoàn cảnh khác nhau ghê lắm. Có vị như ngài Sa La Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, trơn tuột suôn sẻ từ đầu đến cuối nha. Xuất thân sinh trưởng ok, gặp Phật đắc đạo mau chóng và lục viên tịch địa bàn thanh thản thoải mái. Có vị chật vật khó khăn đoạn đầu, có vị chật vật khó khăn khúc giữa, có vị chật vật khó khăn đoạn cuối, ghê như vậy. Chẳng hạn ngày như ngài Út Đa Di chẳng hạn, thì ngày đầu đời xuất thân sinh trưởng xuất phát gặp Phật cũng ngon lành, nghe pháp chứng đạo thoải mái, cuối cùng là chết thảm. Thí dụ như vậy là do một cái trục trặc trong cái tiền nghiệp quá khứ nha. Cho nên chúng ta không cầu sanh tử, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng ngày nào mà chưa có chứng thánh thoát ly luân hồi thì chúng ta cũng cần có một cái, những cái chỗ về cho đàng hoàng tí, không đàng hoàng tí. Sáng nay có mấy người Phật tử ở dưới phố, lên núi thăm chúng tôi rồi cùng nhau đi núi, thì dọc đường tôi có nói hỏi thế này, làm gì trên đây uống nước lạnh đi bộ cũng sướng rồi.
trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta đâu có mấy cơ hội mà được sinh trưởng trong một cái đất nước như thế này. Và trong vô số những người là có mặt ở Tây Phương, Âu Mỹ, thì có bao nhiêu người được đặt trên đến xứ sở này? Và trong số những người ở tại đất nước Thụy Sĩ này, thì có bao nhiêu người có cái thời gian, có điều kiện tâm lý, điều kiện sức khỏe để có mặt và đi bộ trong sự thanh thản và thoải mái trong cái bối cảnh như thế này? Phải dễ lắm quý vị nha. Rồi các vị biết về đời sống tâm linh cũng vậy, về tình đời sống tinh thần ấy, thì tùy thích trong rung với người thích cái này, người ghét cái kia, nhưng mà tôi thuyết pháp tôi phải gom chung lại tôi nói nha. Các vị có quyền thích cái này thích cái kia, nhưng mà tôi nói chung thế này, dầu sao thì một người mà có cái kiến thức về âm nhạc, có kiến thức về hội họa, có kiến thức về kiến trúc, có kiến thức về nội thất, có kiến thức về ẩm thực, vẫn tốt hơn người dốt nát, đúng không? Mặc dù trong rung đều có nhiều người nghe như vậy săn quần săn áo nhảy lên mình la chửi đông đông, đó tu không cần cái đó, nhưng mà tôi chỉ ví dụ thôi. Có nghĩa là biết Phật pháp là tốt, nhưng mà nếu mà một người, một tăng ni, một Phật tử mà biết được ngoại ngữ thì càng tốt, biết được giáo lý càng nhiều thì càng tốt. Một người Phật tử, một nhà sư mà có khả năng thiền hành, có khả năng thiền tọa, không, đâu phải ai cũng có khả năng đâu quý vị, không. Rồi trong đời sống này mình có cái khả năng hiểu biết càng nhiều, cái mỗi một cái hiểu biết như vậy nó lấp đầy một cái chỗ dốt. Cái hiểu biết nó chỉ có lợi chứ không có hại, và cái dốt thì chỉ có hại chứ không có lợi. Thì làm ơn đừng có nói chuyện ngu sự, nói rằng tu tu cũng cần biết cái đó, sai. Chúng ta rõ ràng không nên dành thời giờ cho những thứ tào lao, nhưng nếu trong một cái tự nhiên nào đó mà chúng ta có được kiến thức rộng thì vẫn tốt hơn là mù tịch biết gì. Tại sao tôi quẹo qua đó tôi nói? Bởi vì tất cả những cái đó đều là những chuẩn bị quý vị à, những là những chuẩn bị. Thế giới này nó ra sao, tôi nói chậm nha, thế giới này nó ra sao là tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức của chúng ta, tùy vào cái thái độ đón nhận của chúng ta, và những bước đường sắp tới trong mai hậu nó sẽ ra sao tùy thuộc vào cái khả năng chuẩn bị của chúng ta, không? Bây giờ các vị đang là một đứa bé thì các vị sẽ có một cái tuổi thanh niên nó như thế nào, tùy thuộc vào cái tuổi thơ của quý vị. Khi các vị đang là một thanh niên, một thiếu nữ thì các vị sẽ có một cái tuổi trung niên như thế nào, một phần lớn nó tùy thuộc vào cái tuổi thanh niên thiếu nữ của mình. Và khi mình đang là một người trung niên thì mình sẽ có một tuổi già như thế nào, nó cũng tùy thuộc vào cái tuổi trung niên của mình, không? Già, bệnh, nghèo, cô độc. Có người đổ là nghiệp quá khứ, kiếp trước, nhưng mà tôi e rằng có một phần không nhỏ là từ những quãng đời trước của chúng ta. Chứ dù chúng ta có thờ ơ, có vô tâm cách mấy nha, thì từng ngày, từng giờ đó, nó cũng là những cái chuẩn bị cho cái giai đoạn sau của đời mình. Tin tôi đi nha. Tôi nhắc lại, dù trong lòng mình không hề có nghĩ tới chữ chuẩn bị, mình không có hề nghĩ, mình sống hồn nhiên như cây cỏ, như trẻ con, như người bất trí, như người say rượu, không? Chúng ta không nghĩ đến tương lai, nhưng từng phút giây, từng suy nghĩ, từng cái ly nước, từng cái miếng bánh, từng chén cơm mà mình lùa vào trong người của mình, từng cái suy nghĩ thiện ác, tốt xấu, buồn vui, nó đi ngang qua cái đầu mình trong từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Nó chính là những chuẩn bị đó quý vị. Tin tôi đi, nó là những chuẩn bị. Về cả tinh thần lẫn vật chất đều có những chuẩn bị như thế hết. Đấy. Một ngày các vị có đi bộ không? Một ngày các vị có uống đủ nước lạnh hay không? Nước trắng. Một ngày các vị có ăn đủ rau, trái, củ, quả hay không? Một ngày các vị có đưa vào trong người mình đủ những cái gọi là sinh tố cần thiết cơ thể hay không? Một ngày như vậy các vị có hoạt động cơ thể đủ chưa? Đấy, đó là những chuẩn bị cho một cái thể lực, cho một cái sức khỏe sau này. Đấy. Và về tinh thần cũng vậy, mỗi ngày mà các vị buồn, vui, thiện, ác, bị tha, kỹ, toan tính, lừa đảo, lật lọng, lương lẹo, không, từ bi, kham nhẫn, thiền định, trí tuệ, tàm quý, tùy thuộc vào những cái thứ mà các vị đưa vào trong cái đầu của mình, nó y chang như là những thứ mình đưa vào cái mồm của mình, đưa vào cái bao tử của mình, quý vị tin tôi đi, cái đó có thật nha. Tùy thuộc vào cái chuyện mình đưa vào miệng mình cái gì thì cái sức khỏe mình nó một phần lớn nó sẽ theo đó mà được quyết định. Thì cái đầu mình cũng vậy, tùy thuộc mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày mình đưa vào cái đầu mình cái gì thì cái tương lai tinh thần của mình nó cũng sẽ theo đó mà được quyết định nha. Và tôi cũng xin nhắc lại một chuyện nữa, lúc khỏe phải nghĩ đến lúc bệnh, lúc trẻ phải nghĩ đến lúc già, và lúc sống phải nghĩ đến lúc chết. Đó là chuẩn bị,
không có cái gì thảm cho bằng có một ngày các vị đang yêu đời, bỗng nhiên nhận được một cái tin buồn của bác sĩ, của bệnh viện, cầm trên tay một cái tờ phiếu xét nghiệm sức khỏe với một hai chữ mà làm cho mình đủ chết điếng, không? Thì lúc đó muộn rồi. Không? Bây giờ các vị đang tung tăng. Trong số những người tôi quen, trong số những người tôi biết, tôi thấy tới tuổi tuổi này có người 50 mấy, có người cận 60, có người quá 60, có người cận 70, có người quá 70 vẫn tiếp tục yêu đời. Thì ok, tôi thấy bà con sống lạc quan, yêu đời thì tôi vui theo. Thì họ, các vị không có ủ giọt u sầu là tôi mừng rồi, nhưng mà cũng có tí ngại là tôi không biết rằng cái kiểu lạc quan này nó kéo dài được bao lâu và các vị sẽ sốc như thế nào khi mà các vị đối diện với một cái bức tường xám của một ngày mai không vui nha. Nhớ cái đó. Cho nên trong bài giảng sáng nay, trước hết tôi mượn cái Kalama tôi nói, bây giờ bệnh sẽ cắt được rồi, bắt đầu mọi sự từ tiếp tục được, thì tôi mong bà con nếu có lòng muốn về Kalama nói riêng và Miến Điện nói chung, nên có những chuẩn bị thích hợp. Đó là một chuyện nhỏ. Chuyện thứ hai, chúng ta muốn có được một cái nếp hành trì cho nó ra hồn thì chúng ta phải chuẩn bị một cái khả năng nhận thức. Mà nhận thức nó đi trong Phật Pháp là đi ra từ kiến thức. Kiến thức nó mới dẫn đến nhận thức, và từ đó nó mới dẫn đến hành trì và dẫn đến chứng ngộ. Đó là cái hành trình của trí văn, trí tư, trí tu. Không? Trí văn tức là kiến thức, mà trí tư là nhận thức, và cái trí tu là hành trì. Nhớ nha, chúng ta đừng có đem cái chuyện mà hiền thánh ngày xưa có nhiều vị không có trải qua một ngày Phật Pháp nào hết, gặp Phật ngoài đường, ngoài phố, rồi Phật phán câu đắc liền, rồi mình tưởng là mình cũng cỡ đó thì sai. Thứ nhất, căn cơ của mình có bì được với những cái bậc thánh đó hay không? Thứ hai, mình có gặp được siêu phụ giống như Đức Phật hay không? Chỉ riêng hai điểm đó thôi là mình đã thấy là mình rất quá rồi. Mà giờ mình cứ dựa vào người xưa để mà mình tiếp tục nhẫn nha, vui chơi, rong rủi, tung tăng, ngầu ơ, ví dầu, thì tôi e rằng sẽ có một ngày mình khóc vì quá muộn nha. Và tôi nhớ và tôi biết, không? Tôi nhớ và tôi biết cũng như tôi nghĩ, hình như trên đời này không có chuẩn bị nào là thừa hết quý vị. Không có chuẩn bị nào trên đời này nó là thừa hết. Nó không có giúp được cái điều mình muốn thì nó cũng giúp cho một cái khác. Đấy, nó không có thừa đâu quý vị nha. Cho nên tôi nhắc lại cái chữ chuẩn bị ở đây nó đi ra trong từng phút, từng giây của đời sống. Chứ cái chuẩn bị ở đây nó không phải là một cái gì đó ghê gớm như mình nghĩ. Chuẩn bị một chuyến đi xa hay là chuẩn bị chết, chuẩn bị mổ, cái đó nó quá lớn chuyện. Cái này mỗi suy nghĩ đó là một cách chuẩn bị. Và điều tôi muốn nói ở đây là gì? Là tùy thuộc vào căn cơ của mỗi người mà cái xuất phát điểm, cái điểm khởi hành của mình không giống nhau. Nhớ nha, cái kiểu chuẩn bị của mình không giống nhau. Đặc biệt là chỗ này, cái bậy nhất trên đời là mình nói người ta sai. Này, tại vì mình quên một chuyện là cái xuất phát điểm của người ta không giống mình. Bởi vì cái nền tảng của người ta không giống mình. Nền tảng tâm thức, nền tảng tội phước của người ta không giống mình. Cái môi trường sinh trưởng của người ta không giống mình. Cái bối cảnh gọi là giáo dục, bối cảnh xã hội, gia đình của người ta không giống mình. Rồi chưa kể cái thể trạng, não trạng, tâm trạng của người ta không giống mình. Nhớ nha, giống mình. Cho nên là người ta đi cái con đường thích hợp với người ta, mà cái con đường đó nó không giống như mình bèn phán là người ta sai. Cẩn thận cái này nha, cẩn thận cái này nha, cẩn thận. Và tôi còn nhắc lên rõ một chuyện nữa. Trên đời này không có con đường nào sai hết. Có một điều là nó dẫn về đâu thôi. Chứ con đường nào cũng đúng hết. Tôi biết tôi nói này nhiều người sốc lắm. Tại sao nói kỳ vậy? Con đường nào nó cũng đúng. Nó đúng ở chỗ nào? Nó đúng ở chỗ là con đường nào cũng có chỗ để dẫn đến hết. Nó đúng ở chỗ đó. Nhưng mà có một điều là nó dẫn về đâu? Anh muốn cái gì? Không? Anh muốn khỏe. Mà kiểu sống của anh là kiểu sống là phản bội với sức khỏe. Thì cuối cùng anh phải bị bệnh rồi anh chết yểu thôi. Đó. Nhưng mà ít ra nó cũng đúng. Nó đúng ở chỗ là nó đi đúng cái quy trình của một kiểu sống không lành mạnh. Nó đúng là đúng vậy đó. Nhưng chúng ta có học về chemical, chúng ta biết. Chúng ta có pha trộn tầm bị tầm bả cái gì cũng được hết. Miễn sao nó ra cái phản ứng khoa học khác nhau thôi. Chỉ còn các vị trộn kiểu nào cũng đúng hết. Không? Có điều là nó có dẫn đến cái quả phản ứng như là mình muốn hay không. Đó là chuyện khác. Chứ còn các vị trộn cái gì cũng đúng hết. Bây giờ các vị đem vô trong bếp nè. Các vị nấu chè mà các vị chế nước mắm, các vị rắc tiêu vô, tôi bảo đảm nó không có sai.
có điều gì nó không dẫn đến cái món chè mà mình muốn thôi nha. Chứ còn cái là tại tôi ba trợn, tôi khùng, tôi bị té giếng, tôi bị đá đè, tôi thích ăn vậy đó. Đâu, chè tôi để nước mắm tôi rắc tiêu rồi tôi cắt rau răm bỏ vô rồi tôi không ăn vậy đó, nha. Những cái điều có người nói nhỏ nói sư ơi, cái nồi chè này có một mình sư là độc quyền không, chứ không có thằng nào ở trong cái tam thiên đại thiên vũ trụ nào mà ăn được cái nồi chè của sư khác. Thế cho nên chúng ta mỗi người có một kiểu chuẩn bị riêng, là bởi vì chúng ta có một căn cơ, có một nền tảng tâm thức, phước nghiệp, tiền duyên không giống nhau. Cho nên cái sức phát điểm không giống nhau. Chúng ta ngay trước mắt cái tuổi tác nó không giống nhau, tình trạng sức khỏe không giống nhau, kiến thức đời, kiến thức đạo không giống nhau, những quan hệ xã hội, những nhận thức về khoa học, chính trị, xã hội, tôn giáo, về nghệ thuật không giống nhau. Khi mà chúng ta không giống nhau thì cái điểm khởi hành chúng ta cũng khác nhau. Có một điều là Đức Phật dạy thế này: tất cả đại dương chỉ có một vị là giải thoát. Con đường nào mà dẫn về giải thoát đều chỉ có một vị thôi, mà khi mà nó có chua chua ngọt ngọt không, là cái đó không phải rồi. Bởi vì vị của biển là cái vị của biển, cái vị của nước biển cái căn bản là phải mặn. Nếu mà cái biển nghe nó ngọt ngọt mà nó hơi the the, nó cay cay, nó chua chua thì tôi nghĩ là chắc nước biển nó pha những cái gì rồi không. Nhớ cái đó, nước biển mặn mặn mà nó pha cái gì mà hơi cay cay đó là biết của dân đi tắm nó thà vô, chứ còn nước biển thật sự đâu không có vụ mà ăn mà nhắc trong đó. Rồi. Cho nên là các vị xuất phát từ đâu không quan trọng, có một điều là các vị hướng về đâu. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, con đường vào rừng cũng chính là con đường ra rừng. Nhiều người không hiểu cái này, họ cứ họ bên Mỹ có nhiều người không hiểu câu này, họ đẩy vợ nghe không kỹ. Con đường vào rừng cũng chính là đường ra rừng, và con đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường vào rừng. Là sao? Có nghĩa là các vị đưa cái lưng về bìa rừng, mà cái mặt hướng vào bên trong, là coi như các vị đang đi vào. Cũng trên con đường đó mà các vị đưa cái lưng về phía rừng sâu và đưa cái mặt hướng ra bìa rừng, các vị đang đi ra. Chỉ vậy thôi nha. Con đường sanh tử và giải thoát nó đều nằm gọn ở trong cái đời sống của sáu căn. Khi sáu căn biết sáu trần, chính cái thái độ tâm lý chúng ta trước sáu trần nó dẫn về giải thoát hay sanh tử. Chúng ta biết sáu trần bằng chánh niệm và trí tuệ thì đó là con đường giải thoát. Mà chúng ta biết sáu trần bằng là tham ái, bằng sân si, bằng đam mê và bằng bất mãn thì đó là con đường sanh tử. Vấn đề là chuẩn bị đưa lưng về phía nào thôi, trong từng ngày, trong từng giờ. Giá mà tất cả Phật tử nhớ được bài học rất căn bản này, là mình đang đưa lưng và quay mặt về đâu. Chỉ niệm một câu này thôi. Có nhiều người tôi biết họ mê cái chú Đại Bi đến mức họ viết, họ đi mua mấy cái chú Đại Bi nhỏ đó, họ xe nhỏ lại họ nhét vô mấy cái ống bằng vàng để họ đeo trước ngực họ tin cái đó, hoặc có người Phật tử tôi còn nghe nói họ còn thỉnh ở đâu được xá lợi bỏ vô cháu mà đeo trước ngực rồi đó. Mà tưởng đó là hay, mà tôi nói trời ơi, nó trớ quá rồi, nó giống như chụp hình bác sĩ rồi đeo lên trên trước ngực vậy đó, hoặc là chụp hình cái viên thuốc penicillin này đeo trước ngực mong cho nó đừng bị nhiễm trùng, nó trớ quá. Chụp amoxicillin là chụp tifomicin là chụp penicillin, chụp xong rồi cái chụp viên hình viên thuốc xong rồi cái đeo trước ngực để mong cho cái vết thương đừng nhiễm trùng, mà nếu lỡ nhiễm trùng nhớ đừng làm mũ và nó đừng quấy sưng, đừng có đau, kỳ lắm không. Cho nên cái này mới chuẩn bị nè, nếu muốn đeo là phải đeo trong lòng của mình á, không cứ nhớ hoài ta đang xoay lưng về hướng nào, ta đang quay mặt về hướng nào. Chỉ nhớ cái đó, nhớ lời tôi đi, cái này mới là đúng là thằng chú, cái đó mới là thằng chú rồi, không? Cứ luôn luôn cứ nhớ câu đó, ta đang quay mặt về hướng nào, ta đang xoay mặt về hướng nào, thì đó chính là đường mà ta sẽ về. Chính cái kiểu quay lưng của ta đó là nó cho biết là ta đang xa dần một nơi nào đó, và cái hướng mà chúng ta quay mặt nó cho biết rằng mình đang tiến gần một nơi nào đó. Này, thì chúng sanh tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần nay, tôi ôn lại đó là lớp đại chúng mà tôi ôn hoài vậy đó. Chúng sanh gồm có bao nhiêu hạn? Hạn thứ nhất, chỉ biết sướng khổ buồn vui thích ghét, ngoài ra không quan tâm cái gì hết. Nhớ nha, sướng khổ buồn vui thích ghét, ngoài ra không quan tâm gì hết. Tối ngày suốt đời chỉ cắm đầu giải quyết mấy cái đó thôi, sống sao cho nó sướng, làm sao cho đừng có khổ,
nói gọn lại là trốn khổ tìm vui đó. Cái hạng thứ nhất là trốn khổ tìm vui, ngoài ra không có gì quan trọng hết, đó là hạng một. Cái hạng thứ hai, biết quan tâm thiện ác để làm chi, để tiếp tục trốn khổ tìm vui một cách thông minh hơn là cái đứa số một. Cái đứa số một đó, trốn khổ tìm vui bằng mọi giá bất kể thiện ác. Cái đứa thứ hai nó khá hơn, nó trốn khổ tìm vui bằng cách là nó hành thiện lãnh ác để nó tiếp tục nó quẩn quanh trong các cõi nhân thiên. Chỉ có đứa thứ ba tiếp tục hành thiện lãnh ác nhưng để không còn thiện ác buồn vui, nhớ nha. Đó, thì đây là ba hạng chúng sinh, ba hạng chúng sinh mà trong đời chắc các vị đoán ra rồi, trong ba hạng này hạng nào nhiều nhất, là mình thấy nhiều nhất là hạng số một, trốn khổ tìm vui bằng mọi giá bất kể thiện ác. Cái hạng thứ hai, trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lãnh ác để tiếp tục quẩn quanh trong các cõi nhân thiên. Cái hạng thứ ba là tiếp tục là hành thiện lãnh ác nhưng mà để không còn thiện ác buồn vui nữa. Và nói về tâm tình của chúng sanh nó gồm có năm hạng mà tôi nói hoài. Cái hạng thứ nhất, chỉ có biết thương cái thân của mình thôi. Ví dụ như mình thấy con trùng, con dế, những cái loài động vật cấp thấp mà không có cái khả năng sống bầy đàn đó, thấy không? Thì nó chỉ biết có mình nó thôi, không? Nó chỉ biết mình nó thôi. Ngay cả con người cũng vậy, có nhiều người là cả đời họ chỉ biết mình nó thôi. Rồi cái hạng thứ hai nó khá hơn, nó biết quan tâm đến những người bên cạnh nó trong cái quan hệ thiết thân nào đó. Thí dụ như nó biết cha mẹ vợ chồng con cái đó thôi chứ nó biết ai nữa. Hoặc là xa hơn chút là nó biết bạn bè chòm xóm đó, ngoài đó. Nói chung là cái hạng thứ hai là quan tâm đến những người có liên hệ đến mình đó, đó là hạng thứ hai. Hạng thứ ba là có khả năng quan tâm, biết quan tâm đến những người không có ân oán thù ghét, thù thương, thương ghét gì với mình hết. Thương được cái kẻ người dân nước lạ đó, thương được kẻ lạ đó. Hạng thứ ba này nè, hạng thứ nhất là chỉ biết mình, hạng thứ hai là chỉ biết cái người nào có liên hệ với mình, hạng thứ ba đó là thương được cái người không mắc mớ gì mình, hạng thứ tư đó là thương được bạn của kẻ thù. Thương được bạn của kẻ thù, tức là thông thường mình ghét ai, mình ghét lây luôn người khác. Ghét lây luôn cái người mà có quan hệ với kẻ thù, hoặc là cái mặt nó giống giống, giọng nói nó giống giống là mình nó thấy mình ghét rồi đó. Mình nghe cái mùi nước hoa mà mình thấy kiểu áo, kiểu quần, cái kiểu nón, kiểu mặt kiến mình giống mình cũng ghét, nên mình nhìn cái mình liên tưởng mình ghét lây vậy thôi. Thì không có được. Cái hạng này vẫn còn kém lắm. Cái hạng này là nhưng mà tới cái hạng thứ năm này là thương được bạn của kẻ thù nhưng mà chưa có tha được kẻ thù. Nhưng mà có điều nó khá chỗ là chỉ ghét đúng cái thằng tèo thôi, chứ còn ngoài tèo ra ai cũng ok. Chỉ có cái hạng thứ năm là thương được kẻ thù. Tổng cộng lại là vô lượng chúng sanh trong đời chỉ có năm hạng này thôi, không có hạng thứ sáu. Tôi bảo đảm như vậy. Và các vị cũng có thể dùng cái đầu của mình để suy nghĩ mà. Đúng năm hạng thôi. Hạng một là chỉ biết có mình thôi. Hạng thứ hai, chỉ biết được những người có liên quan tới mình thôi. Hạng thứ ba là thương được cái kẻ mà không có mắc mớ gì mình. Từ cái hạng thứ ba này trở đi là đã là con người rồi. Đã là con người rồi. Chứ còn cái loài thấp nó không có khả năng. Nó loài thấp nó chỉ biết nó hoặc là cái đứa liên quan tới nó thôi. Mà nó chỉ thương bằng tham ái, nó không có khả năng thương bằng từ tâm nha. Nhớ nha, nó chỉ thương bằng tham ái thôi, chứ không có thương bằng từ tâm. Nhưng mà riêng cái hạng thứ ba này là có thể thương được cái kẻ mà không mắc mớ gì mình. Thương bằng cả tham ái hoặc là thương bằng cả từ tâm, thương mà cả tâm lành và lẫn tâm bất thiện. Hạng thứ ba. Hạng thứ tư là thương được, bao dung được, tha thứ được cho cái bạn của kẻ thù. Hạng này nghe thì nó hơi dễ dễ nhưng mà khó lắm quý vị. Khó lắm, tại vì người mình nó chấp lắm. Người mình nó mà một khi mình đã ghét cái người đó rồi là ghét lây. Mà tôi cũng nói thiệt, này nói nhỏ xíu đừng cho ai biết, tôi cũng còn nặng cái đó lắm. Tôi mình đã ghét người nào rồi tôi ghét lây. Tôi ghét ông Kiên thì tôi cũng ghét ông Nhân. ghét ông Kiên. Mà ghét ông Nhân thì tôi ghét bà Lẹ. Mà ghét bà Lẹ thì tôi ghét bà Ý. Mà ghét bà Ý thì ghét Nhân. Mà ghét Nhân thì ghét luôn Ngọc. Tại vì nó là một cái đám Úc, cái đám kangaroo mà. Nó đi một dây ra. Mà tôi ghét Sài Gòn cái tôi đâu có ưa Chợ Lớn. Mà ghét quận 5, ghét quận 6. Mà ghét quận 6 là thù quận 3. Mà ghét quận 3 cái đó không ưa quận 8. Vì tụi nó thuộc về mấy quận nội thành mà. Nó kỳ vậy đó. Có. Cho nên là cái hạng thứ năm này là hạng thứ tư là cũng miệt mài khá lắm mà thương được cái đứa mà không có
đứa mà gọi là bạn của kẻ thù, nhưng mà cái càng thứ năm để mới đủ lực để làm Bồ Tát, nghĩa là thương được kẻ thù, tức là nó chém cha mình nhưng mà mình thấy nó máu ra nhiều quá mình cũng xé áo liền kêu nó băng lên đi, có chừng chết, có chừng chảy hết xì dầu đó. Cái đó là chỉ có Bồ Tát mới làm được chuyện đó, chứ còn mà mình đó là coi như là không được rồi đó. Không, càng thứ năm là chùa nhất, chùa nhất á. Và tất cả những cái mạng người mà tôi vừa nói nãy giờ, tổng cộng là mấy hạng ta, tức là năm cái hạng, cái bốn chứ hả, bốn hạng, thứ nhất là thứ hai là ba với năm là tám, tám hạng mà tôi vừa kể đó đều là đang có mặt trên cái con đường chuẩn bị để về đâu đó. Và khi giảng về đạo duyên trong duyên hệ đó, tôi có nói trong từng phút trôi qua chúng ta đang kín đáo trên cái con đường dẫn về đâu đó, dầu muốn hay không, dầu chúng ta có biết hay không, dầu chúng ta có là một vị cao tăng thuộc lòng tam tạng, chúng ta có là một vị thánh a na hàm bất lai, hay là chúng ta đang là một ông hoàng bà chúa, một thằng ăn mày du đảng, một con dồi một con ruồi, thì hễ còn sanh tử thì mỗi phút trôi qua chúng ta đang có mặt, đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó, dầu mình có biết hay không biết, mình có quan tâm hay không quan tâm. Vì sao? Bởi vì đã tôi đã nói rồi, chúng ta trong từng phút chúng ta đang là cái gì đó và cũng đang chuẩn bị để trở thành một cái gì đó. Rồi các vị hỏi tôi, các vị hỏi tôi đang là thì hiểu rồi, nhưng mà đang chuẩn bị để trở thành cái gì đó là sao? Thì nó tùy thuộc vào ba điều, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Do ba cái này mà hiện giờ các vị đang ra sao, đang là cái gì không? Và cái tiền nghiệp quá khứ là những gì nó đã thuộc về kiếp trước, nhưng mà những tiền nghiệp của kiếp này á, là nó có từ quá khứ, nhưng mà tiền nghiệp của kiếp sau nó là những gì đang được mình thực hiện trong kiếp này. Bị trung rung mới nghe kịp không ta? Kiếp này mình tồn tại nhờ tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Thì cái tiền nghiệp của kiếp này thì nó được tạo ra từ kiếp trước, nhưng mà nếu chúng ta còn luân hồi đó thì cái tiền nghiệp của kiếp sau nó chính là những gì chúng ta đang làm bây giờ. Cái quá khứ nó là tiền nghiệp của hiện tại, và hiện tại nó là cái tiền nghiệp của tương lai nha. Cho nên chúng ta có đang là cái gì đó thì chúng ta cũng đang kính đạo để chuẩn bị trở thành một cái gì đó. Và tôi nhắc lại, các vị có biết hay không biết, các vị có màng hay không màng, các vị có quan tâm hay không quan tâm, các vị có lưu ý hay không lưu ý, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết chắc chắn 1000% là trong từng phút trôi qua các vị đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó, đó là chuẩn bị chứ còn cái gì nữa. Và trong từng phút trôi qua chúng ta đang kín đáo xây dựng một cái chuồng heo cho mình trong kiếp sau, hay là xây dựng một cái lò lâu đài trong kiếp sau, chúng ta đang chuẩn bị một cái hình hài gọi là lộng lẫy cho kiếp sau, hay là đang chuẩn bị một cái hình hài heo bò chó ngựa trong kiếp sau, dồi thì kiến rùi mũi trong kiếp sau, hoàn toàn là trong từng phút bây giờ. Chứ còn ngồi mà đợi mà tới một cái mai mốt tôi qua Miếng Điện tôi tu thiền rồi tôi trai tăng rồi tôi có phước tôi sanh về, trời ơi, nghĩ là kẹt quá, kẹt lắm nha, kẹt lắm. Ngay bây giờ nè, Covid đang bủa vây nè, bây giờ chị Miếng Điện đang bị chính biến nè, mình không đi đâu được nè, không. Nhưng mà ngay bây giờ mình đã có thể dọn đường để về Miếng Điện được rồi. Ngay bây giờ chúng ta mới máu, ngay bây giờ các vị có sức khỏe không, các vị có khám sức khỏe định kỳ không, các vị tự hỏi lòng mình đi, 9 tháng nữa, 1 năm nữa các vị có đủ sức khỏe để bay không, các vị có khả năng qua bên đó bắt quan buổi chiều hay không đấy, rồi các vị có khả năng là ăn chay calama, là có ăn chay suốt một thu các bạn rồi đó, ăn chay này calama, ăn chay ăn để sức khỏe thôi chứ không có vụ tôn giáo gì đây. Calama là cái nhân chay, rồi ăn chay mà cho nhỏ nữa. Rồi Calama là bốn mẫu đất đó. Các vị tưởng tượng mỗi ngày đó là tôi xin thiết tha đề nghị bà con đi 3 vòng. Không phải là vì nghi thức tôn giáo, sai, ngu xuẩn, không, mê tín. Mà đi 3 vòng đây là để bảo đảm rằng mỗi ngày bà con đi bộ đủ. Còn người nào già quá thì chắc là đâu có qua Calama đâu, mình sợ không. Còn cái người nào mà đã qua được Calama thì tôi xin thiết tha đề nghị, trong đó có tôi nữa. Mỗi ngày như vậy là mình xuất phát từ điểm nào, mình đi một vòng mình trở về đó, và 3 lần như vậy. Không nhất thiết phải ba vòng liên tục, mà cứ sáng vòng, sáng sớm mình đi vòng,
rồi cái trưa nó ăn trưa xong mình làm vòng, cái tối trước khi ngủ mình đi làm vòng nữa, vậy đó. Cái đó là chuẩn bị, thấy không? Chuẩn bị về tinh thần, chuẩn bị về sức khỏe. Đương nhiên mà con cũng chuẩn bị dùng cái vé máy bay chứ lúc ai cho. Mặc dù trong lòng của tôi thì tôi cũng rất là thiết tha mong mỏi là kính đáo để ý có bà con nào mà tu tốt, hay tu tốt mà điều kiện khó khăn thì mình sẽ hỗ trợ điều kiện cho họ trở qua lần sau. Hỗ trợ cho họ trở qua lần sau. Nghe vậy cái mà lén lén nên giấu mấy cái bình hàng gió đá nửa đêm, mở hàng gió đá sẹt 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 rồi cho tôi tưởng hào quang, rồi tôi mua giá ba không dám đâu, có đâu có, tôi nhìn tôi biết cái hào quang nó khác với cái hàng gió đá nha. Rồi chị ra không dám là nhập ba đồ Trung Quốc ấy. Có loại hào quang mà qua cái loại mà đèn bóng led ấy, nó sẹt cũng giống. Ok, tất cả những gì bà con nói làm suy nghĩ không ngay bây giờ đều là chuẩn bị cho một ngày mai nha, nha, nghe nghe cho kỹ. Những gì mà các vị nói làm suy nghĩ ngay bây giờ, những gì các vị ăn uống ngay bây giờ, cái chỗ ngồi của các vị, chỗ đứng của các vị ngay bây giờ, nó đều là chuẩn bị cho những gì sẽ xảy đến trong một tiếng đồng hồ nữa, 2 tiếng nữa, 8 tiếng nữa, 10 tiếng nữa, 24 giờ, 36, 48, 72 giờ nữa, và cho tuần sau, tháng sau, năm sau, thập kỷ sau, đời sau và kiếp khác. Nhớ nha, nhớ nha, tôi nhắc lại từng phút nha, từng phút, chứ đừng có ngồi mà nghĩ đó ông nói chuyện xa bây giờ, tôi chưa đâu, tôi là cháu nội tôi ra trường rồi, cái ống tôi có gia đình rồi, tôi đi sai, cái đó là sai. Ngay bây giờ các vị có làm cái gì, các vị đang bán hàng ở chợ An Đông, Kim Biên, Bình Tây, Sài Gòn, rồi các vị đang ở ruộng, ở rẫy, ở quê, ở phố, trên núi, ngoài biển, không có riêng nơi nào hết. Bây giờ các vị đang trong tình trạng nào, các vị đang là cái gì, thì các vị cũng đang kính đáo để chuẩn bị trở thành một cái gì đó trong một tiếng nữa, 8 tiếng nữa, 12 tiếng nữa, 24 tiếng nữa. 36, 72 tiếng nữa. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ. Cái đó quan trọng lắm nha. Thì cái bài giảng này tôi đặc biệt nhấn mạnh cái chữ chuẩn bị thôi. Và tôi nhắc lại lần nữa, kể từ bây giờ cái ly nước mình uống cũng phải có cái chuẩn bị nữa. Ở nhà có đồ lọc không? Nước chỗ mình uống có sạch không? Có tinh khiết không? Thay vì mua sắm 3 cái đồ bóp đầm, sắt tay, mặt kiến, đồng hồ, dồn tiền mua một cái máy lọc nước. Tôi đang nói với người trong nước á, ở hải ngoại tôi không ý kiến, mà ngay cả hải ngoại cũng nhiều người cũng bê bối lắm, xài đồ cho sang mà ở nhà uống nước toàn là vôi không, bên đây nó kêu là cặn kè ghê thí bà đi. Chỗ tôi trên núi thì không có cần, với chỗ tôi là nước tốt lắm, không có vôi. Còn mấy cái nhà chỗ chiều nay tôi ghé nè, vôi mà coi như là tôi nói cái nhà đó mà nở thêm chừng 100 năm chắc tôi quá thạch luôn cái nhà đó. Rồi bữa tôi nói đùa với chủ nhà tôi, cái toilet của anh tôi nghi chắc có bữa nó thành cái động phong nha quá, bởi vì thạch nhũ là do vôi nó ra đó, kết tủa chết. Nhà tôi nghi anh mà trụ thế mà thêm dài 100 năm cái nhà thành động phong nha. Cái nhà của ông giả tôi không biết tại sao mà cái nước mình đã vôi nhiều quá đi. Này, mỗi ngày có bị uống đủ nước chưa? Các vị biết ở những cái chỗ mà cơ sở y tế mà của cái tổ chức bác sĩ sang phong tre, bác sĩ không phải sang phong tre, không biên giới của quốc tế về châu Phi đó, họ có treo một cái dải, một cái dải băng to đùng là rửa tay và uống nhiều nước. Luôn luôn ở mấy cái chỗ đó là họ kêu gọi hai cái chuyện đó khiếp lắm. Bây giờ biết dân châu Phi nghèo, bây giờ không có kêu cái gì được hết, chỉ kêu nó làm hai gì đó thôi, là thường rửa tay và trong ngày uống đủ nước. Đó là chuẩn bị, đúng không quý vị? Không ai từng bị sạn thận rồi biết, rồi uống thiếu nước nó ra đủ thứ bệnh hết, chẳng như bệnh gao, bệnh gút, là nó do cái acid citric, nó cái nằm ở trong cái nước tiểu mình đó. Mình uống nhiều đâu có sao, không uống mà nước ít nè, rau trái củ quả ít, tổng vô 3 cái red meat, thịt đỏ vô cho nhiều, dầu mỡ mà tổng vô là cho chết cha luôn. Không, thì mỗi bữa ăn là một kiểu chuẩn bị giúp kiếp xạ cho ngày sau. Nhớ lời của tôi, mỗi bữa ăn, mỗi ly nước mà các vị uống vào miệng mình mỗi giờ đồng hồ, cái nước đó nước gì? Nước nước
nước nước sạch, nước dơ, nước ô nhiễm, nước trong lành, chúng ta biết cái mỗi ly nước là một kiểu chuẩn bị không, mỗi cái hơi thở cái vị hít thở và ra vào nó là một kiểu chuẩn bị sức khỏe, bị bằng chứng là bị thở trong cái bầu không khí như thế nào nha. Không có cái bệnh nào mà liên hệ tới hô hấp mà nó hình thành trong một ngày một buổi hết đó. Nó cũng phải kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm và thông qua nhiều hơi thở. Cho nên từng hơi thở vào ra, từng ly nước mình uống, từng miếng ăn mình đưa vào miệng, tất thảy đều là chuẩn bị. Rồi gì nữa? Từng cái mối quan hệ qua internet, qua internet, qua email, qua Viber, qua WhatsApp, qua Messenger, qua Facebook, qua phone này, tất cả đều là những chuẩn bị hết. Đừng có nói là có làm gì, ông nói gì ghê quá gì, kêu phone có một tiếng mà ông nói là cả một sự chuẩn bị. Đúng, đúng. Có những cái con người mà anh cứ liên lạc hoài là tôi hứa với anh là anh sẽ phiền. Có những cái người mà anh vừa thấy cái tên của họ là anh có cái gan xóa email được và đọc phiền lắm. Có rồi, có những cái tin nhắn alo lúc này anh khỏe không, lúc này em khỏe không, lúc này chú khỏe không, lúc này sư khỏe không. Mấy cái đó trả lời mệt lắm, cho mày chết luôn. Tại vì họ là những con cú báo tử, không, cú báo tan. Liên lạc họ không có lợi ích gì hết, chỉ có phiền thôi. Mà rồi có những cái người mà cái sự gặp gỡ, sự tiếp xúc với họ nó đem lại cái lợi ích cho mình. Cho nên tất cả mọi suy nghĩ, mọi tiếp xúc, mọi ăn uống, sinh hoạt lớn bé của mình đều là những chuẩn bị hết. Bây giờ đó, bây giờ các vị móc cái phone ra đi, người móc cái phone trước mặt móc ra, dò dò dùm tôi có tin nhắn không. Các vị móc, lúc các vị móc cái phone ra là đã làm sự chuẩn bị rồi, chuẩn bị khổ. Đấy. Rồi bắt đầu đọc tin nhắn của thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Hương, con Cục, con Đào, con Yến gì đó. Cứ một cái email là, cứ mỗi lần đọc một cái làm cái chuẩn bị. Mà đa phần là toàn là những tầm bậy không rồi. Đa phần, 90%. Cho nên bài giảng này đặc biệt tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói rằng tuổi trẻ phải chuẩn bị cho tuổi già, lúc khỏe chuẩn bị cho lúc đau, lúc sống chuẩn bị cho lúc chết. Kiếp này chuẩn bị cho kiếp sau, và khi còn phàm phải chuẩn bị cho lúc chứng thánh. Lúc chưa đi tu thiền phải chuẩn bị cho lúc tu thiền, nha. Và tôi thiết tha mong mỏi gặp được bà con ở Calama trong thời gian sớm nhất. Rồi. Ok, chúc các bạn một ngày vui, nói gì cũng vậy thôi. Okay. Hẹn các bạn lần thứ hai tuần sau. Dạ, chúng còn chị em sư. Em sư. Hôm nay.